Đoàn Di Băng mang bầu lần 4, tiết lộ lý do khiến ngày dự sinh đã thay đổi. Sau 12 năm kết hôn, hiện Đoàn Di Băng và ông xã đang háo hức đón chào thiên thần nhỏ thứ tư đến với tổ ấm. Trước đó, đôi vợ chồng đã sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo IVF để có con lần thứ tư, mong gia đình đông thành viên để vui nhà vui cửa. Mới đây, trên trang cá nhân Đoàn Di Băng cho biết ngày dự sinh của cô được lùi lại 3 ngày so với dự tính trước đó. Em bé phát triển nhanh hơn 3 ngày nên ngày dự sinh thụt lại thành 6/1 rồi mấy bà ạ, cô cho biết. Kèm theo đó, Đoàn Di Băng đăng tấm ảnh diện trang phục áo tắm một mảnh khoe làn da trắng nõn nà. Đặc biệt là nhan sắc của mẹ bầu được nhiều netizen nhận xét là ngày càng mặn mà, vẫn giữ được nét xinh đẹp cuốn hút. Đáp lại lời khen và chúc mừng, cô gửi lời cảm ơn đến những người đã quan tâm, yêu mến mình. Trên trang cá nhân, Đoàn Di Băng thường xuyên cập nhật quá trình mang thai lần thứ tư và nhận được sự quan tâm của nhiều netizen. Cô dành nhiều thời gian đi du lịch để khuây khỏa tâm trí, giúp hành trình mang thai được nhẹ nhàng thoải mái cũng như không quên chăm sóc ba cô con gái nhỏ. Ngoài ra, Đoàn Di Băng cũng thường xuyên cập nhật quá trình thực hiện IVF để có con. Tháng 5 vừa qua, mẹ ba con hạnh phúc thông báo đã đưa hai phôi vào cơ thể và cho biết sẽ không sàng lọc giới tính của hai phôi. Thực ra tôi từng bị sẻ một bé, tôi rất muốn bé đó quay lại với gia đình. Tôi luôn cầu nguyện khi đánh rơi mất đứa con nhỏ bé, nếu có cơ hội tôi muốn bé quay lại làm con của mình. Nên tôi cho mình một cơ hội để có thai một lần nữa. Đó là lý do lớn nhất tôi quyết định làm IVF. Tôi bị lạc nội mạc tử cung, trứng sắp hết rồi, nếu không làm IVF thì khó mà để tự nhiên, Đoàn Di Băng từng tâm sự. Khi biết Đoàn Di Băng mong muốn mang thai, ông xã từng lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ. Tuy nhiên, anh đồng ý với điều kiện phải được bác sĩ cho phép. Khi vợ mang thai lần thứ tư, anh đã mạnh tay chi tiền để mua siêu xe hơn 19 tỷ làm quà tặng. Trước đó, Đoàn Di Băng và Quốc Vũ đón ba cô công chúa là Linh Đan, Hana, An Nhiên, Yuki và Bình Bình. Hôn nhân viên mãn cùng cuộc sống giàu có của vợ chồng cô nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng.